Hello anh em, mình là Kim Motul. Ở cái clip này thì mình muốn chia sẻ với anh em cái bệnh thường gặp ở trên cái xe Way, xe Jim hoặc là những cái xe dòng CDS, nói chung là dòng Yamaha hay là những cái dòng xe Honda nói chung, về những cái loại xe số mà hệ thống điện như con Way Alpha hay là những con CDS đó. Thì ở đây thì mình đang có hai con Way Alpha ở đây. Thì bên này có một con, thì cái clip tiếp theo mình sẽ test trên cái con này, mình sẽ làm cái con này. Còn cái clip này thì muốn chia sẻ với anh em về cái hệ thống điện trên cái xe này. Thì hiện tại ở trên cái xe này mình tháo ra, nó là cái con sạc trên đây là sạc zin anh em nhé. Đó, thì cái xe này đang bị một cái bệnh là ga to lên là đèn sẽ sáng đột xuất và nó sẽ cháy bóng đó. Thì cũng như cái clip trước thì mình đã khuyến cáo với anh em rồi và mình đã chia sẻ với anh em, cái bóng đèn nó bền hay không phụ thuộc do cái thằng này anh em nhé. Chính cái bóng đèn cũng không quyết định được cái độ bền của cái bóng đèn đó. Thì mình bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đo kiểm và sẽ nhận biết như thế nào là cái xe của mình nó đang bị quá điện. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cặp cái máy của mình vào đây đã. Thì nó sẽ hơi rùng rình một tí, anh em sẽ thông cảm cho mình. Đó, thì mình không thể vừa quay vừa làm được. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ nói qua về cái cách thức đo. Thì công tắc, mình sẽ bật công tắc đèn pha lên và mình sẽ cho một đầu dây vào cái dây mát và một đầu dây vào cái dây pha hoặc dây cốt, tùy anh em có thể cắm. Thì ở đây là mình sẽ dùng cái đồng hồ Victor 890C+. Cái loại này rất là chuẩn anh em nhé, được các anh em thợ tin dùng, giá thành nó cũng tương đối là cao. Thì mình sẽ đo vào cái thang 200 điện xoay chiều. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để lổ lên. Đó, thì hiện tại gang ti ở cái xe này đang báo là 11V. Nó sẽ nhảy nhưng mà mình sẽ gọi là 11V. Thì bây giờ là mình sẽ cho anh em thấy cái xe này tại sao nó hay cháy bóng đèn. Là các thợ khác đã sửa rồi nhưng mà không được là đến quấn mình. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em thấy. Đó, mình chỉ bấm ga lên là nó lên đến 20 mấy V luôn. Đó, như thế này thì có một rổ bóng đèn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cho anh em xem một cái đồng hồ táp lô đây. Cái cách nhận biết cái này rất đơn giản đấy, khi anh em đi ga mà cái đèn báo xanh ở đây, báo pha cốt ở đây hoặc là cái đèn táp lô ở đây mà nó sáng rực lên như thế này là đang bị quá điện đó. Thì như thế này là nó sẽ chết ngay. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để máy ở đây. Thì mình sẽ bao quát được cái khu vực ở dưới này, thì mình sẽ cắm một cái con sạc. Đây thì mình sẽ cắm một con sạc và mình sẽ vẫn cứ để nó nổ thì xem, mình sẽ ga lên để xem cái lượng điện nó sẽ lên cấp lên đây là bao nhiêu vôn. Ok. Mình đã thay rồi đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ ga lên. Ok, mình đã ga to lên cái đường sạc cái đường đèn mà không có tải nó sẽ lên đến 14V. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cắm cái bóng đèn vào. Thì mình xin chia sẻ thêm là đây là cái bóng zin ở trên cái xe của họ tháo ra. Đó, đây là bóng Philips. Và ở đây là mình sẽ có một cái bóng Philips mới. Thì bên cạnh đó thì ở đây là mình sẽ có một cái bóng pha chân H4, là bóng halogen siêu sáng bên mình có bán ra thị trường đó. Thì tí nữa thì mình sẽ test cho anh em thấy cái độ sáng của hai cái bóng này, một cái bóng zin và một cái bóng này. Thì ở trên kênh của mình có bạn Tình Lê gì đó, thì bạn ấy có nói là cái bóng này sẽ không sáng bằng cái bóng này. Thì mình sẽ test luôn ở trên thực tế cho anh em coi. Đó, thì nói có sách manh có chứng thì mình sẽ làm luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ test là mình sẽ rút cái này ra và mình cắm vào đây. Đó. Và bây giờ là mình sẽ ga lên xem cái bóng này có cháy không nhé. Đó, nó sẽ không cháy anh em ạ. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ chờ mình là mình sẽ gắn cái bóng này vào pha. Và mình sẽ để một cái mức ga anti là to lên một tí. Mình sẽ giả định cái mức ga anti này như trên xe mình đang đi trên đường đó. Thì bây giờ là mình sẽ cắm đồng hồ đo vôn vào đây để xem là nó sẽ báo được bao nhiêu vôn. 12V3, thì mình sẽ cho lên cái mức tối đa của nó là 14 vôn mấy đó.
Ok, bây giờ là mình sẽ để cái mức 13V ở đây. Đó, thì mình sẽ gắn cái bóng zin này vào cái pha đèn của người ta đây nhá. Cái pha, anh em cũng biết là cái pha này đi rất là bụi rồi, là trên xe người ta đang đi đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ rút cái dây ở đây ra. Và bây giờ là mình sẽ quay lên trên máy của nhà mình. Thì anh em có thể nhìn thấy cái ánh sáng của nó. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái ánh sáng của nó. Thì anh em sẽ chờ mình một xíu để mình thay cái bóng đèn siêu sáng vào. Và anh em có thể là so sánh cái độ sáng của nó bằng cách là anh em tua đi tua lại để xem lại cái đoạn này, thì anh em sẽ thấy. Ok, anh em chờ mình một xíu nhá. Thì bây giờ là mình sẽ tắt cái đèn, tắt cái tiếng nổ đi đã, để mình chia sẻ cho anh em. Thì nói chung là anh em thì cũng sẽ có nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái bóng zin nó sẽ không sáng bằng cái bóng zin nó sẽ tối hơn hoặc là nó sẽ sáng hơn cái bóng đèn siêu sáng. Thì ở đây bên mình có cái bóng siêu sáng ở đây. Đó. Mình quay cầm hẳn lên cho anh em này. Đây là hình thức của cái bóng siêu sáng bên mình. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ lắp nó vào cái pha đèn. Và mình sẽ để lổ cái máy lên. Mình vẫn cứ để nguyên một cái lượng ga nhất định như lúc ban đầu mình đã chỉnh gang ti lên, nhưng mình không can thiệp bằng ga. Ok, anh em nhìn thấy nó có sáng hơn không ạ? Sáng hơn nhiều luôn anh em ạ. Đó, ánh sáng rất trụ, rất ngon. Đây là mức pha anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy nó sáng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem cái pha đèn. Đó, nó sẽ sáng như thế này. Đấy, nó sẽ sáng như thế này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt đi. Và mình sẽ cho cái bóng zin trên xe vào. Ừ, ba chào con. Đó, bọn trẻ con nhà mình nó đi chơi. Bây giờ nó cũng là 8 giờ tối rồi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ cho cái bóng zin này vào. Đó, thì có nhiều anh em có alo và hỏi mình xem là cái xe của người ta mà cứ hay bị cháy bóng đèn là nó nguyên nhân ở đâu. Nếu mà cái xe của anh em mà hay cháy bóng đèn thì anh em thay sạc là điều đầu tiên, sau đó là thay bóng đèn. Bây giờ là mình sẽ để lổ. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái bóng nó sẽ vàng cạch luôn như này. Đó, thì anh em đã thấy cái độ sáng của nó rồi đấy ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tháo cái bóng này ra và mình sẽ lắp hoàn thiện cho người ta. Đó, thì trên cái clip này thì mình đã chia sẻ với anh em. Ở cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà đo kiểm như thế nào cho cái đường lạp này của mình. Ok, thì mình xin nhấn mạnh một điều nữa là mình sẽ quay cái máy quay xuống dưới như này. Ok, thì mình sẽ chia sẻ thêm với anh em cái con sạc mà nó đang bị cái hiện tượng là cháy bóng liên tục như thế này. Nếu như anh em cố tình không thay nhé, một là anh em suốt ngày phải đi thay bóng đèn, hai nữa là cái bình ắc quy của các bạn nó sẽ chết ngay lập tức. Cái bình ắc quy của xe Way nó nằm ở trong này, nó sẽ chết ngay lập tức, nó sẽ bị vượt quá cái ngưỡng cho phép của cái đường nạp này, bởi vì nó không còn ổn áp nữa. Cái con sạc này, trong con sạc này sẽ có ổn áp. Đó, thì nó sẽ chết cái đường ổn áp rồi thì nó mới gây cháy bóng, và đồng thời là nó sẽ làm hỏng luôn cái bình ắc quy ở trong cái cốp xe của Way Alpha của các bạn này. Đó, thì anh em chỉ cần thay một cái cục sạc, có thể là sạc lô hay sạc zin. Đó, thì cái cục sạc bên mình hay dùng đây là cục sạc SD. Dòng này thứ nhất là giá thành hợp lý, độ bền rất là cao, và cái ánh sáng nó đưa ra rất là tốt. Ánh sáng đưa ra nó sẽ có thể là sáng hơn cái cục sạc zin ở đây. Đó, thì mình chỉ tin dùng cái loại này. Còn nếu như anh em mà có điều kiện thì có thể là dùng sạc zin. Đó, ok. Còn bên mình thì mình chuyên dùng cái loại này, giá thành rất là hợp lý mà lại ngon, anh em đi thoải mái không sợ. Ok, xin chào anh em. Hẹn anh em ở cái clip tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà đo kiểm cái bình ắc quy như thế nào cho nó chuẩn. Đó, và sẽ chia sẻ với anh em tại sao mà cái bình ắc quy mà của các bạn ấy cứ thay là chết, cứ thay là chết. Thì ở những cái clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Ok, xin chào anh em. Mình là Kim Motul. Nếu anh em thấy hay, like, share, subscribe kênh của mình. Hãy cho mình một like để mình có động lực làm những cái clip tiếp theo cho anh em. Ok, xin chào. Ok anh em, mình đã lắp hoàn thiện cái xe Way xanh này.
Đó, thì bây giờ là mình sẽ test cho anh em thấy cái mức độ sáng của cái đèn H chân H4 mà mình lắp vào đây. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Thì ở kia thì mình sẽ dọi vào thẳng vào cái quạt kia. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đề lồng. Đó. Đây là cái xe của mình đấy ạ. Thì mình sẽ quay thẳng vào kia. Đây là ánh sáng cốt anh em nhé, ánh sáng pha. Đó, anh em thấy cái độ cắt của ánh sáng rất là chuẩn anh em nhé. Đó, thì hiện tại bây giờ là mình đang không có cái bề mặt phẳng để soi cho anh em, thì bây giờ là mình sẽ soi thẳng vào cái quạt kia của mình. Đó, đây là pha này, chế độ pha và chế độ cốt. Đó, anh em thấy cái sự khác biệt đúng không ạ? Độ sáng anh em nhìn cái này là anh em đã biết ngay là độ sáng của nó như thế nào. Đó, mình soi thẳng vào cái tay này của mình, anh em là biết cái độ sáng của nó như thế nào rồi. Thì mình vẫn để cái tầm gai như vừa nãy. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chỉnh gang khi cho nó bé đó. Mình chỉ gọi là test phụ thêm về cái clip vừa nãy cho bạn Tỉnh Lê. Bạn có nhận xét là cái đèn này của mình sẽ không sáng bằng cái đèn zin. Ok, anh em đã thấy độ sáng rồi. Cái này thì mình chia sẻ thêm về cái đèn này, nếu như anh em đi buổi tối nó sẽ sáng thì là điều đương nhiên rồi. Còn nếu như anh em đi trời mưa thì cái đường nó sẽ, cái ánh sáng nó sẽ hắt xuống đường rất là ok. Đó, thì ở đây nó sẽ có ánh sáng xanh hơn, vàng hơn. Cái đèn này rất là ok, giá thì rất là hợp lý. Đó, thì anh em mua về chỉ việc cắm vào đèn zin là chạy thôi, không phải làm thêm bất cứ một cái điều gì đâu. Ok, xin chào anh em.